Good evening, OCC members. It's me again, Miss Ha from Crazy English Community. So now I want to say Merry Christmas. Okay, xin chào tất cả các bạn thành viên CEC. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại tìm hiểu một số chủ đề ngữ pháp trong đề thi TOEIC. Và trước tiên để tìm hiểu với nội dung của ngày hôm nay, thì mình muốn gửi tới tất cả cộng đồng CEC của chúng ta có một lễ Giáng sinh an lành, ấm áp. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và đầy ý nghĩa nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề cuối cùng trong nội dung về tense. Vậy thì đó là thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành. Ok, đây là hai thì mà xuất hiện không phổ biến, cũng không nhiều lắm trong các đề thi, nhưng chúng ta cũng cần phải biết để khi gặp nó thì vẫn có kỹ thuật để xử lý nó nhé. Ok, trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn. Nó sẽ có dạng là chủ ngữ cộng với were cộng với be, sau đó là một động từ có dạng vừa vẻ. Ok, với cấu trúc này thì sẽ là cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn. For example, will I be waiting for her when her plan arrives tonight? Trong câu này có sử dụng cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn bởi vì will be waiting. Yeah. Mặc dù đây là câu nghi vấn cho nên là bởi vì đây là câu nghi vấn nên từ will được chỉ lên đầu câu. Ok. Ví dụ số 2. Don't call me between 7 and 8. Will be waiting. Will be having dinner then? Trong câu này có sử dụng về thì tương lai tiếp diễn ở vế số 2. Will be having dinner then? Will be having dinner then? Thì will be having. Ở đây là cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn. Ok. Vậy thì tương lai tiếp diễn được dùng trong những trường hợp như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách dùng của nó nhé. Trước tiên thì tương lai tiếp diễn nên được dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định nhưng ở trong tương lai. Ok, nó diễn đạt một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định nhưng ở trong tương lai. For example, I will be watching TV at 9 o'clock tonight. Ví dụ mình đang hiện tại thì mình đang ở thời điểm về ở buổi chiều, đúng không? Và mình muốn diễn đạt về một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định cụ thể nhưng nó ở mức ở trong tương lai, ở tối nay cơ. Tối nay thì mình sẽ sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Ví dụ như trong câu tôi sẽ đang xem phim vào lúc 9 giờ của tối nay. Lúc 9 giờ của tối nay thì tôi đang xem phim. Dạ, mặc dù cái thời điểm mà mình nói cái sự kiện này diễn ra thì nó hiện tại bây giờ mình đang ở buổi chiều và mình nói cái sự kiện đó và cái hành động đó diễn ra là mốc thời điểm ở trong tương lai, nhưng đó là mốc thời điểm cụ thể 9 giờ tối nay thì tôi sẽ đang xem phim. Ok, thì với cái hành động mà xảy ra tại một thời điểm xác định ở tương lai thì sẽ được sử dụng cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn. Ok, thì tương lai tiếp diễn mà dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở tương lai thì có một hành động khác xảy ra. Có nghĩa là khi hành động đó đang xảy ra thì có một hành động khác xảy ra. Yeah. Một hành động đang xảy ra ở tương lai thì có một hành động khác xảy ra. For example, I will be studying when you return this evening. Yeah. Khi mà tôi đang học, tôi sẽ đang học bài khi mà bạn quay trở về vào tối nay. Dạ, yeah. Thì cái thời điểm mà bạn quay trở về thì lúc đấy tôi sẽ đang học bài. Sẽ là một hành động đang xảy ra ở tương lai thì có một hành động khác xảy ra. Hành động đang xảy ra ở tương lai là I will be studying. Đây là tôi sẽ đang học bài. Đó là một hành động đang xảy ra trong tương lai. Thì có một hành động khác xảy ra là You return this evening. Dạ, yeah. Chúng ta sẽ sử dụng đây là hai cách dùng của thì tương lai tiếp diễn. Về dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn thì sẽ có một số các cụm giới từ chỉ thời gian như sau: at this time tomorrow, at this moment next year, at present next Friday, at 5 p.m. tomorrow, something like that. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tìm hiểu về thì tương lai hoàn thành. Nó sẽ có dạng cấu trúc như sau: chủ ngữ cộng với will, sau đó sẽ là một trợ động từ have và một động từ được chia có số phần từ 2, động từ được chia có số 3. Ok, for example, I will have finished my work by noon. Trong câu này có sử dụng cấu trúc của thì tương lai hoàn thành will have, động từ được chia có phần từ 2 là finished. Đây là một động từ có quy tắc nhưng nó sẽ thêm ing. Ok,
Cái cách dùng của thì tương lai hoàn thành nó dùng để diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm chót trước ở tương lai. Nhớ nhé, thì tương lai hoàn thành dùng để diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm chót trước ở tương lai, trước khi hành động sự việc khác xảy ra. Có nghĩa là thì tương lai thì nó sẽ là diễn đạt cho những cái hành động gì mà diễn ra trong tương lai. Còn tương lai hoàn thành là diễn đạt một hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm cho trước ở tương lai. For example, they all have built that house by June this year. Thì câu này có sử dụng thì tương lai hoàn thành với cấu trúc là will have và động từ built. Câu này được chia ở câu số 3, nó là built. Yeah. Có ý nghĩa là chúng tôi đã họ sẽ hoàn thành được cái ngôi nhà này, sẽ hoàn thành ngôi nhà này trong khoảng là tháng 7 của năm tới, trong khoảng tháng 7 của năm tới. Và đây là một mốc thời điểm cho trước trong tương lai, và cụ thể cho trước trong tương lai là by July next year. Ok, và hành động mà sẽ hoàn thành được cái ngôi nhà này vào một thời điểm cho trước đó là July next year, thì trong câu đó sẽ sử dụng cái quá khứ hoàn thành. Ok, you got it. Ok, với thì hoàn toàn hoàn thành thì sẽ có dấu hiệu nhận biết như sau. Nếu trong câu đó sẽ có một số các cụm từ như là by the time hoặc by the end of, thì đây là dấu hiệu để chúng ta sẽ xác định khi câu này ở thì tương lai hoàn thành. Ok, đây là hai thì mình sẽ không xuất hiện phổ biến lắm trong các đề thi, nhưng chúng ta cũng cần phải biết để nếu như khi đặt tình huống với những cái dấu hiệu nhận biết như là cách dùng, cách sử dụng nó thì chúng ta vẫn có thể giải quyết và xử lý cái bài nội dung đưa ra một cách nhanh chóng và linh hoạt được. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye, see you next time.